Này là ông Nguyễn Thiên Nhiệm và trận đấu đã được bắt đầu. Ngày hôm nay các cầu thủ Sao La sẽ ra quân trong bộ trang phục quen thuộc của họ là áo trắng xanh quần xanh. Và các cầu thủ FC anh em Nghệ Tĩnh. Dứt điểm. Số 20 Thiết Nghi Xuân là tác giả của pha dứt điểm vừa rồi. Và thủ môn Tuấn Hùng vừa rồi cũng đã có một pha đổ người cản phá xuất sắc. Lên bóng dành cho cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh. Chọc khe, cơ hội. Vẫn không có bàn thắng dành cho cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh. Nhưng bóng vẫn còn. Trọng tài đã cất còi. Và đây là một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho anh em Nghệ Tĩnh. Liệu rằng họ có thể tận dụng được tình huống cố định này hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Người đang đứng trước bóng là cầu thủ mang áo số 11 Quốc Trường. Nó có cái tên giống với tôi. Ta cùng chờ xem anh em Nghệ Tĩnh sẽ tận dụng tình huống cố định này như thế nào. Là một tình huống phối hợp đá phạt. Và ra chân đến từ cầu thủ mang áo số 21 Hoàng Sơn, đội trưởng của anh em Nghệ Tĩnh. Tối trong buổi chiều ngày hôm nay, rất nhiều những bóng hồng đã đến để cổ vũ. Và đây là cơ hội dành cho anh em Nghệ Tĩnh. 1-0 dành cho anh em Nghệ Tĩnh. Và người ghi bàn vừa rồi là Văn Việt. Phút thứ 10 của hiệp thi đấu đầu tiên. Và các cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh đã tạm thời vươn lên dẫn trước bằng pha làm bàn của Văn Việt. Sao La cũng không phải là đội bóng dễ chơi, nhưng họ đang tạm thời bị vẫn đang là cầu thủ anh em người tới cơ, vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai. À, vừa rồi là pha dứt điểm đến từ cầu thủ mang áo số 12 Hồng Dương. Tình huống lên bóng dành cho cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh Hoàng Sơn. Tình huống chọc khe. Dứt điểm. 2-0. Người lập công vừa rồi là Quốc Trường. Cầu thủ mang áo số 11 vừa rồi đã nâng tỷ số lên 2-0 dành cho anh em Nghệ Tĩnh. Thứ 18 của trận đấu. Và anh em Nghệ Tĩnh đang dẫn trước cầu thủ Sao La với tỷ số 2-0. Đang giành quyền kiểm soát bên phía cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh. Và đây là Hoàng Sơn. Cơ hội. Có bàn thắng hay không? Dứt điểm đi. Dứt điểm. Lên bóng dành cho cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh. Và đây là Hồng Dương. Được vào. Chưa thể có bàn thắng thứ ba dành cho cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh. Đây là một tình huống phản công. Cơ hội. Chắc chắn sẽ có bàn thắng thứ ba. Nhưng vẫn chưa có bàn thắng thứ ba dành cho cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh. Rất đáng tiếc. Người bỏ lỡ cơ hội. Dứt điểm. Đây là một tình huống cơ hội. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho Sao La. Người vừa bỏ lỡ cơ hội vừa rồi là cầu thủ mang áo số 10 Văn Lưu. Lên bóng dành cho cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh. Đường vào cơ hội. Vẫn chưa thể có bàn thắng thứ ba, nhưng đây vẫn là cầu thủ anh em Nghệ Tĩnh. Và 3-0 dành cho đội bóng áo hồng. Người ghi bàn là Văn Đức. Với một pha ra chân trái phá. 3-0 dành cho anh em Nghệ Tĩnh. Chiến thắng đang đến rất gần. Dành cho cầu thủ Sao La. Cơ hội. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho đội bóng áo xanh.
bàn thắng rút ngắn tỷ số. Chân vừa rồi là của số 9 Văn Tiến.